Hi, welcome to MuniSL. I'm Quang. Chào mọi người, trong video ngày hôm nay Quang xin hướng dẫn mọi người cách phân biệt hai cái từ, đó là từ hurt và từ heard. Từ hurt và heard thì đều có ba âm và chỉ có khác nhau một cái âm cuối thôi. Từ hurt bao gồm ba âm, là âm mọi người nhớ âm mình khiến thở ra cái thôi. Âm er và âm ch, hurt. Mọi người chặn lại, mình không đọc là hurt, mình chặn lại hurt. Còn từ heard thì nó có ba âm, là âm âm er và âm d, heard. Mọi người để ý là mặc dù là hai cái từ này có khác nhau là âm t và âm d, nhưng mà bởi vì là hầu hết người Mỹ người ta sẽ không bật cái âm t và âm d ở cuối, cho nên cái cách để phân biệt hai từ này khi mà đọc riêng rẽ là nghe cái độ dài của nguyên âm. Mọi người nghe thử nhá. Hurt, heard, hurt, heard. Đó. Thì cái từ nào có độ dài nhiều hơn? Từ hurt đúng không ạ? Hurt âm cuối là phụ âm vô thanh, cho nên cái nguyên âm sẽ có xu hướng ngắn hơn một chút. Hurt, hurt. Còn heard cái âm cuối là phụ âm hữu thanh, cho nên nguyên âm sẽ có xu hướng dài hơn một chút. Heard, heard. Đây là một cái nguyên tắc, quy tắc rất là quen ở trong tiếng Anh. Tuy nhiên thì có một trong những cái điều rất là thú vị là mặc dù là khi mà đọc riêng rẽ, phát âm riêng rẽ thì hurt và heard khác nhau về độ dài của nguyên âm. Tuy nhiên thì khi mà đọc vào trong câu thì trong một số trường hợp nghe sẽ y hệt như nhau. Ví dụ như trong câu này, I heard him, I heard him. Mọi người để ý là ở trong câu I heard him thì cái âm ở trong từ him bị giảm lược, cho nghe thành là I heard him, I heard him. Đó. Và trong trường hợp này âm ch đứng ở giữa hai nguyên âm là âm er và âm i, cho nó bị biến thành âm d, I heard him, I heard him. Cho nên là I heard him nghe hoàn toàn giống như là I heard him. Vậy làm thế nào để mình có thể phân biệt được đâu là I heard him và đâu là I heard him? Hoàn toàn dựa vào bối cảnh thôi mọi người. Hai cái này nghe hoàn toàn là giống nhau. Như vậy thì ở trong video này mọi người đã học được cái sự khác biệt giữa từ hurt và từ heard khi đứng một mình. Và mọi người biết rằng là trong một số trường hợp khi mà mình đọc vào câu thì hai cái từ này nghe lại hoàn toàn giống nhau. Tiếng Anh tương đối là khó phải không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà mọi người luyện tập nhiều và hiểu về bản chất của phát âm tiếng Anh thì dần dần mọi người sẽ nghe tốt hơn. Chúc mọi người học tiếng Anh hiệu quả. Nếu cảm thấy video này hữu ích, nhớ like, share, comment và subscribe kênh của MuniSL nhé.